khi cô bác của anh chị xem được đoạn clip này, đã là ngày 29 Tết. Những ngày cận Tết như thế này á, Bùi Hồ cùng với các anh em phải gác lại mọi công việc để cùng với anh Sầm Hưng từ thành phố Cà Mau vượt hơn 100 km để đón cha mình về cùng chung vui. Sở dĩ mình phải đưa ông Tư về Cà Mau, Bùi Hồ nghĩ á, 31 năm qua rồi kể từ cái ngày ông ra đi á, thì ông đã sống một cái cảnh là không nhà cửa, cuộc sống thì trôi nổi, nên mình muốn một cái Tết cho ông Tư nó đầm ấm hơn và khác hơn so với những cái Tết ông đã từng đón. Nhưng hôm nay thì đến đây mới biết thì ông Tư đã thay đổi một ý định là không về quê cùng anh Sầm Hưng là con trai của mình để đón Tết tại Cà Mau. Thật ra cái câu chuyện của ông Tư thì rất là đáng thương. Một ông cụ phải lầm lũi nhặt từng những cái chai nhựa trên sông bán lấy tiền mưu sinh vì một cái sự cố về gia đình mà ông đã bỏ đi ra 31 năm. Mọi người đều rất là thương ông, thương ông nhiều lắm, và Bùi Hồ cũng vậy. Nhưng ngày hôm nay á thì Bùi Hồ cảm thấy tiếc cho ông. Tiếc gì con của mình, những người con chí hiếu như là chị Cẩm Hường hay là anh Sầm Hưng đã nhìn lại được cha mình, muốn cha mình về sống chung với mình, về đón một cái Tết đoàn viên chung với mình, nhưng mà cũng không thực hiện được. Mọi người đều đáng thương về cái hoàn cảnh của ông Tư, và Bùi Hồ cũng vậy. Nhưng mà ngày hôm nay á thì chắc có lẽ đáng thương hơn á là anh Sầm Hưng và chị Cẩm Hường. Vì ngày mà anh Sầm Hưng đón xe lên để đón ông Tư về quê ăn Tết á, thì ở Cà Mau chị Cẩm Hường đã chuẩn bị mọi thứ để chào đón cha mình về sau 31 năm thất lạc. Nhưng mà bây giờ cũng vỡ lẽ hết rồi, các anh em phải quay về lại Cà Mau. Cô bác của anh chị theo dõi hết hành trình thì sẽ hiểu được rằng bà Tư đáng thương hay là đáng trách. Và cái câu chuyện này á, thì đã được ghi lại hết trong cái hành trình về Cà Mau lần này. Và Bùi Hồ cũng xin khép lại về cái câu chuyện của ông Tư sau những chuỗi video clip về Cà Mau. Rất mong cô bác của anh chị cùng đón xem để hiểu rõ. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện nay á thì Bùi Hồ cùng với anh Sầm Hưng đang có mặt tại khu chợ, khu vực chợ Ngã Bảy thuộc huyện Phụng Hiệp của tỉnh Hậu Giang. Sở dĩ các anh em á ngồi ở đây á là ngày hôm qua đó anh Sầm Hưng á phải đón một cái chuyến xe hơn 100 km từ thành phố Cà Mau về lại tỉnh Hậu Giang để đón cha mình, đó là ông Tư, để về quê ăn Tết. Có một sự cố bất ngờ, đó là ngày hôm qua các anh em đi ăn tối thì sau đó gọi ông Tư không có bắt máy. Sáng hôm nay thì ông Tư lại cho biết rằng là ông sẽ không về Cà Mau, không biết tính như thế nào. Tại vì cái chi phí của được một chú bảy đờn hỗ trợ cho anh Hưng nè, để đi tiền xe đi lên là 1 triệu đồng nè, chi phí hỗ trợ xăng cộ để chở ông Tư về nè, rồi hỗ trợ tiền cho ông Tư về quê ăn Tết nè, hỗ trợ tiền cho anh Sầm Hưng và hỗ trợ tiền cho chị Hường, mọi thứ nó rất là bất ngờ. Và cái câu chuyện của anh em cùng ông Tư đã về quê ăn Tết thì coi như bất thành. Và Bùi Hồ có hỏi rằng là ông Tư tại sao ông lại có quyết định là không về quê ăn Tết, thì ông nói là ông buồn một cái việc gì đó. Thì mọi quyết định là do ông Tư. Các anh em chỉ muốn kết nối cho ông Tư được đón một cái Tết sum vầy cùng với người con, hai người con của mình. Cái cảm giác của anh Hưng bây giờ thì nó kiểu là sao anh Hưng? Buồn lắm, rất là buồn luôn. Sáng nay anh Hưng ăn cháo, anh chỉ múc được có 3 muỗng cháo để anh ăn thôi. Và anh cố gắng thuyết phục ba của mình để về Cà Mau cùng với mình, nhưng ông Tư lại không chịu về. Và để hiểu rõ thêm cái câu chuyện đó, mời cô bác quý anh chị cùng nghe anh Hưng chia sẻ vì sao ông Tư lại không về quê ăn Tết ha. Cái tâm trạng hiện nay thì rất là rối bời đúng không anh? Rối đến đối với anh và đối với cả tụi em nữa. Gác mọi cái công việc để chạy từ Đồng Tháp xuống đây hơn 100 km. Mục đích duy nhất là chỉ muốn ông Tư về Cà Mau cùng với anh với lại chị Hường để hưởng một cái Tết đầm ấm hơn. Nhưng sáng nay thì ông Tư đã thay đổi, thì cái kế hoạch của các anh em như công dạ tràng hết rồi. Thì cái tâm trạng của anh hiện nay như thế nào anh Hưng?
rất là buồn. Kim cũng không biết nói gì hơn. Nó buồn dữ lắm. Hôm qua thì khi mà ở trên xe thì anh lên đây thì nó với rất là nhiều hy vọng đúng không? Đúng. Đêm hôm là có nói cha, cha cũng hứa về. Còn sáng, tới sáng không biết lý do gì mà ổng hứa là không về. Ông Tư á, thì mình luôn tôn trọng ý kiến của ông Tư và quyết định của ông Tư. Nhưng mà không hiểu tại sao ông Tư lại có một cái thay đổi rất là đột ngột. Và sáng nay á, là Bùi Hồ điện cho ông Tư nói là các chú về đi, tôi không về. Mình không hiểu là vì lý do nào đó mà ông Tư lại có một cái sự thay đổi rất là bất ngờ như vậy. Bây giờ thì dự định là anh sẽ dự tính như thế nào? Mình cũng theo ý kiến của cha thôi. Giờ cha không về thì mình bắt buộc. Còn nhà cửa đồ ở dưới có thời gian thì mùng cả lối mùng mấy gì thì đi lên thăm cha tiếp. Chị Hường có hay cái thông tin này chưa? Cũng có hay rồi. Sáng này có điện về cũng năn nỉ anh vậy, nhưng mà không biết lý do gì mà ông không chịu đi. Sáng nay muốn khóc nữa. Sáng ăn không vô luôn. Sáng ăn 2-3 bữa cơm à. Chắc có lẽ là khi chia sẻ video clip này thì chắc có lẽ là ông Tư buồn một cái điều gì đó. Mà anh có biết là ông Tư buồn cái điều gì đó không? Không biết nữa. Hôm thì cha con ngồi nói chuyện thì cũng bình thường thôi. Sáng này thì tự nhiên đổi ý. Người ta là nghĩ rằng á, mọi người, tất cả mọi người nghĩ rằng là ông Tư sẽ có được một cái Tết sum vầy cùng với con của mình. Nhưng mà bây giờ mọi chuyện nó không đúng như kế hoạch rồi. Anh buồn mà như tụi em cũng buồn nữa nè. Giờ không biết xử lý như thế nào luôn. Hồi sáng này anh có gặp trực tiếp với ông Tư nói chuyện lại hơn nè. Có mà ông Tư chỉ nói không về thôi chứ. Ông Tư nói gì sao? Thì ông nói thôi cha lỡ nó hứa rồi, thôi năm nay cha không có về. Rồi có dịp nào á, rồi cha mới về dưới. Sáng nay ông Tư đậu ghe đâu anh? Này, đậu ghe chỗ cũ, chỗ ăn bánh xèo á. Thôi thì mình nói ở đây thì mình cũng không có giải quyết được cái vấn đề gì hết á. Mình sẽ xuống mình thuyết phục ông Tư một lần nữa. Ông Tư không về thì các anh em mình, tụi em với Đạt rồi sẽ đưa anh về Cà Mau. Tại vì có em gặp Cà Mau thì cũng có cô chú anh chị ủng hộ cho anh với lại chị Cẩm Hương một ít quà ngày Tết. Cũng mong rằng là ông Tư sẽ suy nghĩ lại ha. Bây giờ các anh em mình cùng đi ha. Gặp anh Sầm Hưng thì các anh em sẽ quyết định quay lại ngay tại bến đậu của ông Tư để mà nghe ông Tư chia sẻ vì cái nguyên nhân gì đó mà ông Tư lại không có quyết định bất ngờ là không về lại thành phố Cà Mau. Thì ông Tư cũng đang ngồi ở dưới kia kìa. Thì bây giờ mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ cũng như là các anh em đi xuống đây ha. Vậy là ông Tư là quyết định không về ha. Dạ. Dạ. Con thì tụi con á thì luôn tôn trọng ý kiến của ông Tư. Dạ. Tại vì thằng thiệt tình mà nói á, tụi con sẽ chia sẻ hết những cái nỗi lòng tụi con cho ông Tư nghe. Và tụi con cũng sẽ sẵn sàng lắng nghe những cái tâm sự của ông Tư. Vì đâu đó thì tuổi ông Tư giống như là tuổi của ông ngoại của tụi con nhá. Thưa với ông Tư á, là ngày hôm nay, sáng hôm nay là tụi con có mặt ở tại chỗ này. Chạy hơn 100 km để mà con có mặt tại huyện Kế Sách của tỉnh Sóc Trăng. Cũng gần cận Tết rồi. Hôm nay là 29. Chính xác ngày nữa là 2 ngày nữa thì mình sẽ chào đón một cái năm mới, năm 2023. Tụi con cũng đã gác hết mọi cái công việc để cùng các cô, các chú Mạnh Thường Quân á, để mà rước ông Tư về lại thành phố Cà Mau cùng đón Tết với lại con của mình. Gọi là đón Tết thôi chứ chưa có ở luôn với con của mình. Để cho con của mình có một cái mùa xuân nó ấm cúng hơn.
Và dự định của anh em á là ngày hôm qua là anh Sầm Hưng sẽ đón xe lên từ Cà Mau lên đây để trước một ngày để mà gặp ông Tư. Nhưng mà hôm qua anh Sầm Hưng á, anh gặp ông Tư á cùng chung vui với lại bạn của ông Tư, thì anh Sầm Hưng cũng không có dám vô, tại vì sợ làm phiền. Tại vì anh Sầm Hưng dù sao cũng có góc độ con cái. Bật một cái á, thì sáng hôm nay tụi con nhận được cái tin là ông Tư không về quê. Đúng. Không về Cà Mau nữa. Đúng. Vì một cái nỗi niềm nào đó mà con nghĩ là chắc có lẽ là ông Tư có thể là buồn một trong số những người ở tụi con, hoặc là vì buồn anh Sầm Hưng hay là buồn chị Hường, con cũng chưa có được nắm rõ cho lắm. Dạ để con nói hết cái ông Tư. Dạ. Thì ngày xưa giờ 30 mấy năm rồi. Dạ. Cũng đã 30 mấy năm sống trong cái nỗi đau rồi. Muốn cho cái nỗi đau nó lắng dịu xuống để mình nhìn về một cái tương lai thôi. Dù sao thì con của mình nó cũng đã lên để hỏi mượn tiền để lên đây để nhìn nhận cha mình. Con của mình cũng muốn được báo hiếu. Và cô bác quý anh chị rất 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 nhiều người muốn ông Tư quay về Cà Mau một lần. Và tụi con thì nếu như mà đến đây mà không gửi ông Tư về Cà Mau cũng như là không có làm được một cái tròn cái trách nhiệm của mình, và cảm thấy rất là buồn luôn. Chắc có lẽ là nỗi buồn của con á, thì so với ông Tư thì con cũng không biết như thế nào, và con muốn nghe ông Tư chia sẻ rằng vì sao ông Tư lại quyết định không về Cà Mau. Tôi hồi đó tôi bỏ vợ bỏ con đó cũng vì hoàn cảnh tôi đau khổ của tôi đó, mấy chú chưa hiểu. Tôi không có nói được gì cái gì bên vợ tôi để này đó, mà tôi kính cuộc đời tôi đó, tôi chết không còn gặp hai đứa con. Như ngày nay con tôi kính trọng tôi cũng nói đâu đó hoàng cha giờ trong cuộc đời lưu biêu sông nước vậy đó, cha già rồi, con ngày nay cha con mình gặp mặt, con là đã luôn tâm cha là cha cảm ơn. Đó là con người của nước. Con bây giờ hoàn cảnh của cha khác, hoàn cảnh của con khác. Đó. Nó hai cuộc đời nó phải cách xa nhau, phải không chú? Cho nên á, tôi mới nghe con tôi mới nói là cảm ơn đó, tin tưởng các chú, tôi chờ các chú, nó chẳng ghe chẳng thường tôi, nó báo lại với con tôi, con tôi buồn, đó, lên tôi rồi báo công an, với đường hướng, đó, có cả, tôi thiệt ba chú, tôi cảm ơn. Bây giờ lên đài á, bây giờ là ông Tư buồn là à. Dạ dạ hết trơn rồi. Dạ đó, bây giờ con tôi nghe cái tin như vậy rồi hỏi ba chú sao, bây giờ cả nước con tôi nó nói là cha báo trên đài này nọ bà ngoại khó khăn xấu với cha, với cậu là đánh cha. Đúng. Cái nào cha nói đâu gọi gạt. Bây giờ con tôi buồn tôi. Bố tôi buồn hay là con tôi buồn? Tôi hỏi nhiêu thôi. Đó. Con hiểu ý của ông Tư. Đã, con bây giờ con đã hiểu ý ông Tư vì sao không về Cà Mau. Đó. Con rất là đồng cảm với ông Tư về đó, cái vấn đề này. Thật ra con chia sẻ với ông Tư như thế này nè, cái câu chuyện nó 30 mấy năm rồi, tất cả đều là quá khứ hết á, và mình sống là cho hiện tại và cho tương lai. Những cái câu chuyện mà đào lại á, đào lại để mà nhìn về cái quá khứ đau thương á, rồi phân mua nhau ở trên mạng á, nó không có tốt đẹp gì hết. Quan trọng là mình ngồi lại nói với nhau rằng là qua hết rồi, cũng tuổi con nói thật ha ông Tư ha, tuổi ông Tư á với bà Tư á đã gọi là cái tuổi nó
gọi một cách nôm na nhất là tuổi gần đất xa trời rồi. Đúng. Tuổi cần phải an nghỉ và cái gì mình bỏ qua được. Thật ra chị Hường sáng nay gọi cho con á gần 50 cuộc. Chị Hường nói như thế này nè ông Tư. Hồ. Cưng gáng nói ông Tư về với chị dù chỉ một lần thôi. Không. Mà tôi hứa với chú, tôi muốn về. Tôi nói với chú sáng về rồi. Muốn về giờ nào tôi về. Bây giờ tôi không hẹn mà không hứa. Một lần cuối với mũi Cà Mau. Đó, nói chú vậy rồi. Vậy là ông Tư buồn là vì cái câu chuyện là nói lại cái câu chuyện tới lui ngày xưa nhiều cái gì. Dạ. Rồi có này kia rồi trên mạng rồi nó không hay. Thành thử là ông Tư nghe được rồi ông Tư bây giờ ông Tư phân vân là nên ông Tư không về. Đúng. Đúng không? Đúng. Con biết rằng con nghe ông Tư nói là con chú biết cái đó nè. Chú nói với con tôi cảm ơn rõ ràng không? Nó buồn tôi rõ ràng không? Nói tôi nói xấu là bà ngoại mấy cậu. Đó. Chị Cẩm Hường đâu có nói đâu. Có. Tôi điện cho con tôi, phải con tôi nói ra rằng. Chị Cẩm Hường nói vậy nè, chị Cẩm Hường nói với con. Con giữa thanh thiên bạch nhật con nói với ông Tư luôn, con rất là nhỏ, đáng tuổi con cháu của ông thôi. Dạ. Và con rất tôn trọng ý kiến của ông. Chị Cẩm Hường nói nè, trời ơi tội ông cụ bà cụ á, có chuyện gì cũng lên, bây giờ ông cụ với bà cụ lên nhau á, bà cụ thì lên nói ở trên mạng này kia nữa. Rồi thành thử là chị nghe là chị không biết là ông cụ có nghe người ta nói ra nói vào gì hay không. Rồi không biết Tết này sao nữa. Chị Cẩm Hường nói với con vậy đó. Không nói chú vậy mà nói tôi khác. Nói về cho cha lên mạng. Cha chưa coi mạng. Con coi mạng rồi. Nếu cha nói bà ngoại khó khăn, rồi mấy cậu, mấy chú là khó khăn với cha. Đó. Mấy cậu, mấy chú nghe được là buồn lắm nghe cha. Nó con khỏi. Cha không về là không có ai buồn cha được chứ. Nếu cha chấp nhận về, thằng nào với cha được kêu đó ông cha. Nhưng mà ông Tư buồn có buồn chị Cẩm Hường không? Không. Không buồn chị Cẩm Hường thì về ở với chị Cẩm Hường cho ngày hai ngày, con cũng ở dưới mà. Không. Tôi thì chú nói tôi về thăm con tôi bất ngờ. Nói đây được cuối không. Còn hẹn hò tôi giờ không hẹn hò nữa. Tôi thiệt với chú. Tôi đêm hôm giờ qua nay uống rượu và ngủ nước mắt chứ không phải uống rượu luôn chú. Đây thằng em, đây cháu. Uống thì dưng nhưng mà hứa hẹn đi về cầm ở trên là. Nhưng bây giờ không về. Rồi sao ông Tư biết được cái đoạn clip đó? Biết chứ. Ông Tư nghe ai kể? Cẩm Hường kể. Con của ông kể. Có nghĩa là chị Cẩm Hường điện lên nói với ông Tư á. Đúng. Là đúng không ông Tư? Đúng. Thì cái vậy cái ông Tư buồn luôn. Không buồn. Mà phải thức là hứa với con. Thất lời hứa với con với cô bác trong nước ngoài nước. Tôi muốn về giờ nào tôi về. Không còn hứa nữa. Tôi mệt rồi đó. Tôi nguyện bình tĩnh. Bây giờ tôn trọng ý kiến của ông Tư đi. Tư đã nói không về rồi. Anh em để ông Tư nghỉ ngơi đi. Thôi thì anh Trầm Hưng có nói gì? Cái việc mà về hay không về á thì đây là cái công việc của ông Tư. Tụi con thì
buồn 1 thôi, nhưng mà đôi khi thì ông Tư lại buồn đến 10. Con cũng hiểu cái nỗi lòng của ông Tư và vì sao không về, nhưng mà có một số chuyện tế nhị nào đó con cũng không muốn nói ra. Rồi, đúng rồi. Con chỉ mong rằng á, thì Tết này á, ông Tư sẽ có một cái một ngày nào chứ không nói. Dạ, một cái Tết nó thật vui vẻ bên cái dòng sông này. Và chắc có lẽ là con tí xíu nữa đây á, là tụi con sẽ đưa anh Sầm Hưng về lại Cà Mau. Yeah. Vì con đã hứa với là cô chú rồi, rước ông Tư với lại anh Sầm Hưng về lại Cà Mau luôn. Rồi. Nhưng mà thật ra con nói mà con nghẹn lời. Nhưng mà tụi con sẽ tôn trọng ông Tư, con sẽ đưa anh Sầm Hưng về lại Cà Mau. Chú nghẹn là chú ăn cơm mất nghẹn thôi. Còn chú uống nước mà chú nghẹn nhiều hơn nữa chú. Dạ thì thôi thì con sẽ mong ông Tư là sẽ ở trên này cùng vui với bạn bè, cố gắng giữ gìn sức khỏe. Con sẽ đưa anh Sầm Hưng về lại Cà Mau trong buổi trưa ngày hôm nay luôn. Dạ. Thật ra cái câu chuyện này á thì nó dài lắm. Đúng. Và chắc có lẽ là cái câu chuyện về ông Tư á, một người mà ông cụ nhặt ve chai á thì đưa lên mạng nhiều quá thì nó có những cái vấn đề nó không hay. Đúng. Và sau ngày sau những ngày Tết này á, con đưa anh Hưng về lại Cà Mau cũng như là cho anh Hưng về lại với gia đình để mà đón Tết á, thì tụi con cũng xin được phép khép lại cái câu chuyện của ông Tư từ hôm nay cũng như bấy lâu nay ông Tư đã từng sống trên cái dòng sông này. Một điều gì đó nó không được trọn vẹn đối với bản thân của tụi con và đối với những người trong cuộc như là ông Tư hay là anh Sầm Hưng. Và ngồi kế bên ông Tư kìa, anh Sầm Hưng cũng đã sáng nay không ăn uống gì được hết á. Hôm qua nay cũng không ăn uống đó, chỉ uống nước mắt thôi. Mời anh chú đi coi, uống nước mắt thôi chứ không phải là uống rượu. Bây giờ đưa tin tôi lên lúc tôi là được Mạnh Thường Quân giúp đỡ rồi, lo ăn lo nhậu không đó, cũng nghĩ coi thế nào. Cuộc đời tôi còn gì nữa, tôi sống liêu biêu như vậy mà tôi rớt nước mắt rớt thầm, mà ngày nay nước mắt của tôi không còn nữa. Cô bác cũng thông cảm, chú bác cũng thông cảm tôi. Ủa? Ngày nay cuộc đời tôi gì? Dính lắm sao? Tôi còn nhục hơn cái lúc tôi còn sống mấy chú chưa gặp, với con tôi chưa gặp. Nhưng mà con tôi giờ nó buồn được cho buồn không phải không còn cha con nữa, còn mấy ba mấy bốn chục năm cha thương con lắm, ngày nó cha tìm được con cũng nhiều với chú, mà con bây giờ cũng chết, cha là chết như thế nào. Xã hội này ngày nay đó cha được lên rồng quất cũng do mấy chú. Vừa con giờ con trách cha, trách sao? Đâu chị Hường đâu có trách ông Tư đâu, tại vì cái đoạn clip hôm trước á là mấy cậu xem được, mấy cậu chửi chị Hường. Mấy cậu chửi chị Hường, chị Hường mới vừa đến nhà ngoại là chửi chị, mấy cậu la chị Hường liền. Chị Hường mới điện lên nói ông Tư á là thôi chuyện cũ bỏ qua đi. Ông Tư đừng có kể nữa, con biết nè, ông Tư không có muốn quay lên mạng nữa, ông Tư bơi xuồng đi luôn đúng không? Đúng. Tôi chấp nhận cuộc đời tôi về nhật đi. Tôi không bao giờ là về Cà Mau. Nhưng tình tôi nói cho cô bác với xã hội với mấy chú nghe, tôi cũng muốn về Cà Mau chơi để thăm con tôi với cháu ngoại. Có cuộc đời nó sống sao, nhà cửa ăn ở thế nào,
có. Đời tôi hết tôi vẫn nhớ, nhưng mà giờ tôi đã quên rồi. Nói với bà chú vậy rồi. Anh Sầm Hân, qua đây đây, qua đây đây. Hả? Qua nói gì với ông Tư đi rồi mình đi về. Qua đây đi anh Hân, xích lại đây đi. Anh Hân ơi, thầy thu hôm nay. Hả? Có nói gì với ông Tư không rồi mình đi về. Chú khô. Bây giờ anh em mình cũng tôn trọng quyết định của ông Tư đi. Thì ông Tư, con chúc ông Tư năm nay ăn Tết. Ba chú chào. Ông Tư muốn nói gì với con hả? Không. Muốn nói là thương cháu. Thương con hả? Đỡ. Thương con hả? Dạ. Sao thương con? Thương cháu lo lắng được cho chú ngày nọ được. Có lo gì được đâu. Cái nhà. Dù chiếc ghe như mà cũng như cái nhà. Chú giờ nghẹn lời hết trơn rồi. Chú á. Ông Tư có muốn nói lời nào với con mình không? Không. Anh Hưng có muốn nói nào không? Hả? Có muốn nhắn gì với cha không? Hả? Như vậy là ông Tư không có chịu về Cà Mau rồi. Thì anh em mình cũng tôn trọng ý kiến của ông ha. Thì cái câu chuyện này á, nó rất là dài. Có những cái chuyện tế nhị mà Bùi Hồ không thể nào nói lên được. Thì cũng ông Tư cũng không về thì mình không có thể nào mà ép ông Tư được. Đôi khi thì ép ông Tư về cũng không vui vẻ nữa. Tuổi già mà. Đôi khi có những điều nó khó nói lắm. Và bây giờ mời cô bác quý chị cùng Bùi Hồ về lại thành phố Cà Mau, nhà của chị Hường ha, để thay mặt cho Mạnh Thường Quân cũng như chúc Tết cho anh Hưng với lại chị Hường. Bây giờ buồn lắm hả? Tâm trạng sao rồi? Buồn. Nghe cha ông nói không về là buồn. Hết nói lên lời luôn rồi cô bác quý chị.